rút USD từ sàn Binance qua ví Terra Station. Trước hết, quý vị hãy vào Terra Station để copy địa chỉ ví. Trở lại với sàn Binance. Ở đây, tôi sử dụng app sàn Binance trên cái ví Ripple. Chọn số dư. Ở đây tôi đã chuẩn bị sẵn UST. Chọn vào UST. Chọn rút tiền. Ô thứ nhất, dán địa chỉ vừa copy bên ví Terra Station. Mạng lưới tự nhận Terra. Ô cuối cùng, nhập số lượng UST mà quý vị muốn rút. Chọn rút tiền. Nhập mật khẩu của cái ví Ripple. Nhập mã xác thực Authy. Chọn xác nhận. Quý vị có thể chờ từ 1 đến 3 phút. Rồi, quý vị sẽ thấy 50 USD được hiển thị trên ví Terra Station. Phí rút từ sàn Binance là 1 USD. Đến đây tôi xin kết thúc video này. Quý vị ai chưa có tài khoản sàn Binance, quý vị hãy đăng ký theo đường link và mã giới thiệu tôi để bên dưới video này. Khi quý vị đăng ký theo cái mã giới thiệu, quý vị sẽ được giảm phí giao dịch trên sàn. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy đăng ký, theo dõi, chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.